Dạ anh em, anh thích cái máy nổ GB181 cho anh hả? Con này công suất là của nó là 6 người 3. Máy tua nhanh có đề đó, tốc nhanh có đề, máy đẹp 90 phần, đẹp can xe ban ha đó, máy đẹp đó, thử xem thùng xăng nhựa. Đây con này thì nó sử dụng cái cốt chút là vết, thì cái cốt của nó hơi bị tè tè tí xíu ha đó, nó không ảnh hưởng gì. Hồi xưa người ta lắp cái máy nó hơi lỏng cái chốt, người ta để y luôn, nó chạy nó hơi tè tí ở ngoài thôi nha, ở trong còn y ha. À, máy lốc lát này ốc tán 7 màu ha. À, ốc số 7 nè, ốc màu trắng ha. Bô lửa rin đang mung đẹp. À, cái lưới bô này còn chưa đang luôn ha. Nắp cò OHV. À, mã công ty BL992. À, nó có hai cái dây đây ha. Đây, nó có một cái dây, hai cái dây này để về câu bình nè. À, đỏ cộng nè. Đỏ cộng đúng không? À, đang trừ là mát nè ha. À, đây công máy thì đề đây, máy có đề ha, máy thì em đã test nghiêm chỉnh đề nghiêm chỉnh rồi, bây giờ em tiến hành giật trên coi ha. Đó, đây là tác nè, mở nè, đề lại sai qua ha. Rồi bây giờ em tiến hành test máy đá me lại, anh đi ra. À, rồi máy chạy garanti nè. À, rất là êm luôn ha. À, tốc nhanh. Rồi bây giờ lên ga nè, con máy này hết xăng, còn xăng đó, lên ga nè. Khá là ok luôn ha. Garanti nè, bé sát vô luôn nè, rất là nhuyễn luôn đó. Quá ok luôn. Rồi xong đó, chắc là mình bật cái nút khóa này ha. Rồi ok nha anh. Máy thì đẹp, căng xoang lọc lắc. Rồi ok.